Đây là cái ô đất mình trồng rau muống, mình đã cắt ăn bao nhiêu lần rồi. Đây này, các bạn thấy không? Mình đã cắt mấy lần rồi. Nó mình cắt mấy lần rồi thành thử ra nó cứ đâm tược gì đó, mình cắt mình ăn cái nó đâm đâm thêm nhánh mới đó. Đó. Đó thấy không? Mình cắt đã 3-4 lần rồi. Cái này là mình trồng từ cái bó rau muống người ta bán ở ngoài á. Đó. Đây nè, người ta bán ở ngoài cái mình mua về mình, đây mình cắt thử cho mấy bạn coi nè, mình chừa chỗ này ha, nè mình chừa cái chỗ này để cho nó đâm mấy cái tược ra nè, mấy cái nấc lá nè, nó đâm thêm tược mới nè. Đó, mình mua nguyên bó giống vậy nè, tựa giống vậy, cái mình nhặt hết lá ra, rồi mình nhặt hết lá ra, mình chừa cái lá non ở trên nè, rồi mình ngâm nước. Mình ngâm nước rồi cái mình cắm xuống thôi. Đây nè, cái chỗ này nè, cái mắt này nè, nó có cái đọt non là chuẩn bị ra nè. Đó, đây cũng vậy nè, cái đọt non nè. Ở đây nó có một mắt ha. Ở đây có một mắt. Thì mình ngắt chính giữa chỗ này. Bây giờ mình chỉ ngâm chừng một tuần là nó ra rễ. Đó, rồi mình cắm xuống. Mình trồng thôi. Đó, các bạn thấy không, mình đã cắt ăn bao nhiêu lần rồi. Đó, cứ hai tuần, cứ cắt hai tuần là có ăn, hai tuần là cắt ăn là nó mọc lại. Mình thích trồng cái rau muống như vậy. Mình trồng hai loại ha, bên đây thì là cái cọng nó lá nhọn xanh xanh ha, còn bên đây là lá bầu tròn tròn mà cái cọng màu trắng đó. Các bạn thấy không, thấy hai cọng khác nhau không? Mình thích ăn cái rau này hơn, tại cái rau này nó mắc tiền mà nó mềm ngon hơn, còn cái này thì nó hơi dai một chút xíu đó, nó dai. Cái này ngon mắc tiền lắm á, cái này như mình nhớ là mình mua là 3,5 đồng một pound, còn cái này có 3 đồng. Cái màu xanh này có 3 đồng đó, mình trồng hai loại luôn. Cái này loại này rất là phát triển tốt luôn đó. Cái này là ngon lắm, cái này nó ra nhiều lắm, nó ra nhiều lắm đó. Mình cứ mua bó rau muống sẵn, mình về mình cắm ngâm nước chừng tuần cái nở ra à. Khỏi cần hột mà nó lâu lắm, cái này nó rất là lẹ luôn. Đây mình cắt mới có mấy bụi mà thấy cũng đầy chậu rồi, thấy không? Cắt có mấy bụi nè, thấy không? Cắt như vậy này đó, mình cắt rồi mình chừa lại để cho nó mấy cái mắt này nè đó, để cho nó có mọc ra cái đợt khác, được khác mình có mình ăn đó. Thấy không, cắt rồi đó, cắt mới có mấy, mới có một hàng đằng trước này thôi mà thấy đầy chậu rồi. Rau muống này dễ trồng lắm, ngâm là cái nó ra nó rễ à, chừng tuần nó ra rễ à. Mình trồng mình như là khoảng đầu tháng 5 á đó. Vì bên New York của mình nó lạnh á, thành thử ra đầu tháng 5 nó mới ấm, mình trồng xuống được. Mình hái được mới có 1/3 cái đám vườn, coi như nửa đám vườn đi. Đó. Rồi coi như đủ ăn rồi, nguyên chậu đẩy đủ ăn rồi. Trời hôm nay nắng quá trời quá đất, 95 độ. Nóng quá thôi. Như đây đủ ăn rồi, đi vô.